Bà chẳng ấy lâu vì tổ clip gì mà to nên bằng riêng nè vì rụng biệp này ca sẽ xây code update bà từ lời database bà chẳng bà cái bà chẳng dừng mà tìm phở how to write update code in btn nha update button ok và chẳng dừng và to tiết ở lúc ạ cho màu Visual Studio ở lúc ạ double click lưu button update và chẳng được không button update ở lúc ạ pra try khách định môn đấy và try và catch đấy exception và mistake box dot show này ex dot mistake và hai mistake và to mà tiết lại ní ở lúc ai sẽ so say code actual smart chỉ muốn update TBR student set và chúng ta sẽ set name mà và dân anh xe đâu mình chăm bạn những cái máy phần tay đôi sàn vị trí string những việc tập phát sinh gọt bột mà thì xung tốt mình thử check lại hàng mùi sẵn if thì id dot text not equal nothing and tt name dot text not equal mà mình tổng nâng tổ tế nothing and tt dot text nothing sorry, class not class, okay. And then, okay, actual statement update TBA student name, okay. Dừng ai prà đăng kiếp. Và rư coi mình chẳng bạch pra vào vị trí string top shop thì name to chữ mũi nắng set chữ mũi nắng gender thì trên tờ text mà to chữ mũi nắng class smart to chữ mũi thì class to text và expect và complete spec cái này mùi dẫn và sẽ biết to cho mùi vẻ nâng student ID smart và dừng thật cả pra vẻ bọn vẻ tế viên nâng update tập o và ID nè đã o lục chọn update nè và bạn ấy chứ mà to tiết ní là crew nâng phá hạ ý là execute về nế và chẳng dưỡng xây đổi môn đáy execute com object dưỡng theo data object data command object ồ ý và này execute statement hay connection dưỡng và hãy com dot execute none worry và tỏ mà mistake
So, we record update được tổng dương hào clear cả nào về update chuột chạy hết dương hào clear mất và tôi bị nắng L ở bên mình sẽ list were verify your data nhé và cái càng nghe dấu viết cho ra mà nhân viên thuê thật ra thật đã cố nghĩ và chấn đi thì mỗi việc check mơ thà dương miệng chỗ chấn thời sự nhé nhân cho update sự sẵn ok xuân xuân mũi và sự đồ vật nè khởi nhé chấn chúng đồ vật tự ế thủ và chúng dương chơi update cái nào chơi update với check mơ đi không bị dùng tế true không bị dùng tế true không bị dùng tế true chấn viết chậm đậm execute code hay update nào ấy mà chúng cái này update ok errors và chúng dương vừa nhận mớ với đã mistake from ok chúng dương cái lại ok nè mà chúng cái lại dương đi vì ọt miến đọc tệch thì nhé vì error đi vì khạch bán rồi sao dương ọt đọc tệch và chúng dương ai chơi và to tiết à xôn xôn muối và chúng dương cài một đoạn tiết update error và chỉ mình to thiệt đấy chứng dương cái lấy khơi chạy khổ expression bao nhiêu nhé machine query expression ô và alo cái lấy khơi nhé nè khơi gì nhà smart và vé miễn thử đạn dẫn và nhé những cái execute đoạn tiết hãy cứ là việc này thì ca thì bạc thử mà mình sẽ chẳng thấy xong khán nó lại này cả nào vì tu error hơi việc admin quay ăn ấy đấy cứ việc trên mình sẽ và hàng dưới và search ok ý thú update record update ok chẳng dừng search again ok ok vì mình bằng hà mũi cái này lại bao nhiêu này cứ ok và dương click mình tiếp từ đặt và dương thấy ban ca thì bạn cũng cứ chỉ riêng dùng khán nông cả dương xây program và dương xôn xôn mũi và dương dương update tới gì sốc đà ra vĩnh và dương ở lúc tay mà đón thiệt xôn xôn mũi và trong trào vĩnh như thế nếu cứ gì là việc này cả sự xây cầu thái thì biết người ta chạy bộ giờ rồi đó nó trâu bên này từ lơ là mình sẽ bọc tại việc bà hà những chữ cả chạm bài nhá nhưng chỉ nữa sẽ xây code programmer dân tờ chạy mơ rồi thà ta how to errors hay là how to find resolution ok và ok chân bà xin chị dân mình bánh hãy tại tôi mà là cuộc toán là cuộc đường chui này nó bật thêm tiết mà hãy dân chui xe là like thêm tiết là bởi mặt phẹt còn ai tạm đàn là phần đất bàn đây và con trang